Quyện cờ đỏ cũng tổ chức họp mặt kỷ niệm 23 năm ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2024. Trong những năm qua, công tác xây dựng và phát triển gia đình văn hóa luôn được quyện cờ đỏ quan tâm, đẩy mạnh và gắn thực hiện có hiệu quả với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân, việc gìn giữ và phát huy các giá trị đạo đức lối sống, cách ứng xử tốt đẹp, góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững không ngừng được nâng lên. Công tác gia đình trên địa bàn huyện Cờ Đỏ không ngừng phát triển. Số lượng gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tăng đều hàng năm. Toàn quyện hiện có 29.165 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm trên 97% số hộ dân toàn quyện. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam năm 2024, huyện Cờ Đỏ kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và mọi người nâng cao vai trò trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tại buổi họp mặt, huyện Cờ Đỏ đã tổ chức các hoạt động vui tươi như thi đua xe Honda chậm, đập heo đất và tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề gia đình hạnh phúc. Ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi có thành tích xuất sắc. Dịp này, huyện Cờ Đỏ tặng giấy khen cho 52 gia đình tiêu biểu trên địa bàn huyện.